chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nhật ký hạnh phúc chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút vào thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 thưa quý vị đến với chương trình thì chúng ta sẽ được xem những tình huống những câu chuyện rất là gần gũi với đời sống hàng ngày chúng ta có thể rút ra được những cái bài học những cái lời khuyên bổ ích đến từ những bác sĩ chuyên gia hàng đầu hiện nay và thông qua đó chúng ta cũng có thể cải thiện cho cuộc sống mình giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn đến với chương trình ngày hôm nay thì trâm rất là vui khi được gặp lại bác sĩ thạc sĩ nguyễn tuấn định dạ xin chào bác sĩ ạ à. chào bích trâm chào quý vị khán giả rất à, vui hôm nay lại được có một dịp để mình uh, gặp lại mọi người cũng như là san sẻ một ít kiến thức đến với mọi người và thưa quý vị đau khớp vai là một trong những cái triệu chứng mà nó xảy ra rất là nhiều đối với những người giống như là chúng ta khiên vác rất là nặng nè hoặc là chúng ta làm việc quá sức nè ngồi quá lâu nè hoặc là chúng ta tập yoga hay là mình tập thể dục thể thao không đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đau khớp vai của mình rất là nhiều và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề đau khớp vai thưa quý vị trên tay hồ bách trâm đây là một cái bức thư một cái câu chuyện mà quý vị khán giả đã gửi đến cho trâm cũng như là chương trình nhật ký hạnh phúc và bây giờ xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện ngày hôm nay nhé đau khớp vai là một hiện tượng phổ biến xảy ra ở nhiều người một trong những nguyên nhân xảy ra đó chính là do tư thế nằm sai cách vận động phần cánh tay quá nhiều khuân vác các vật nặng lâu ngày chúng ta tưởng chừng như là một triệu chứng dễ gặp dễ hết nhưng thực chất nếu không điều trị đúng và kịp thời có thể ảnh hưởng đến cơ thể hoặc dẫn đến nhiều trường hợp nặng hơn khiến cho chúng ta khó khăn trong các vận động cánh tay sinh hoạt hàng ngày Hôm nay được bà bày ở quê gửi lên con cá, bà Ngọc quyết định chiêu đại cả nhà món canh cá nấu chua để con trai, con dâu và các cháu đi làm, đi học về ăn cơm. Bà Ngọc nhờ ông Ngà trong bé binh để chạy ra chợ mua trái thơm. Trong vườn của ông Ngà có cây khế đang sai triệu quả, lại thương bà Ngọc chạy đi chạy lại, nên ông nói để ông ra vườn hái khế cho bà nấu canh. Ông Ngà ra vườn bắt thang để trèo lên hái khế. Dù bắt thang khá cao, nhưng ông Ngà vẫn cố gắng vươn vai để hái trái khế ngon nhất. Vừa chạm tới trái khế thì vai ông đau nhói, ông cố gắng bẻ trái khế cho bà Ngọc rồi vào nhà. Bà thấy ông nhăn nhó hỏi thăm, nhưng ông chỉ nghĩ là bị trẹo vai gáy thông thường nên lên phòng nằm nghỉ để bà Ngọc nấu cơm và các con về ăn cơm. Đã tới giờ ăn cơm, món canh chua của bà Ngọc nóng hổi, hấp dẫn. Ông ngạ tuy đau nhưng vẫn cố gắng ngồi ăn với các con, các cháu. Lúc ông cầm đũa và định gấp đồ ăn thì vai đau buốt và không thể đưa tay ra được. Ông Phúc cảm thấy bà của mình không ổn nên đã vội vàng đưa ba đến bệnh viện. thưa quý vị à, sau khi chăm đọc xong cái bức thư này của một vị khán giả thì chăm nghĩ là với cái độ tuổi của ông Ngạ thì không nên mà leo trèo mà làm một cái việc nào đó nó quá sức của mình nó rất là nguy hiểm không những là nguy hiểm tới đau khớp vai mà nó còn nguy hiểm tới cái chuyện khác nữa những cái sức khỏe ảnh hưởng tới của mình nữa thì không biết là sau khi nghe câu chuyện thì bác sĩ cảm nhận như thế nào về câu chuyện này ạ à? đây là một tình huống cũng là khá là thường gặp nhá. mình cũng về trường hợp đau khớp vai trên cơ thể mình thì mình cũng nhận thấy được là khớp vai là một trong những khớp rất là linh, linh động Yeah. cái thời cơ thể của mình cái gần như là mọi hoạt động của mình nên sử dụng để cái cánh tay để mình làm việc thì nó càng linh hoạt bao nhiêu thì nó muốn làm được chuyện đó thì cái khớp vai nó càng phải linh hoạt thì mình mới làm được thì một uh, khi mình sinh hoạt nó nó chứng chỉ là một yếu tố nó làm cho mình đau nhiều hơn dạ thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái việc là đau khớp vai là như thế nào thì không biết là bác sĩ có thể phân tích cho quý vị khán giả hiểu đau khớp vai là như thế nào không ạ à? cái đau khớp vai thì cũng giống như các cái, cái khớp khác thôi do mình hoạt động nhiều cái vùng khớp vai thì nó dễ đau hơn những cái một vài cái, những cái khớp khác cái đặc điểm của đau cái vai thì nó thường nó đau khu chú ở cái vùng vai của mình nó khác giống như là cái thách vị đĩa đệm nó đi kèm những triệu chứng khác như là tê nhưng thông thường cái vai của mình là nó khu trú ngay cái vùng của mình ở đau và ít nó lan qua những cái vùng khác nên nó thường thì nó không có đến ở cái những vùng xa hơn của cái vai ví dụ như là cổ hay là thắt lưng hay là cái vùng bụng hay vân vân nếu có thì coi chừng đó là một bệnh khác hay lý khác đi kèm do mình xài nhiều quá, do chấn thương cũng có khả năng hoặc là do mình những bệnh lý đi kèm thì nó gây ra đau. Đặc điểm quan trọng là khu trú ở cái vùng đó có những giới hạn cái tầm vận động của à. cái khớp vai của mình. Vậy bây giờ những cái biểu hiện để mình nhận biết là mình đã bị đau khớp vai không ạ? Đau khớp vai thực ra thì nó rất dễ để mình nhận ra được. Đau khớp vai tức là khớp vai của mình bị đau. Nên đây. Vậy thôi, đúng rồi. Đây đúng cái vùng vai ạ? của mình đây, cái vùng mà cái vùng giữa cái uh, thân mình để đi nối với cái vùng cái tay của mình đây cái vùng à. đó chính là cái vùng vai nhưng mà uh, nó sẽ có thể nó đi kèm ví dụ như mình sợ quá mình đau mình ít vận động chẳng hạn giới hạn vận động hoặc đau thì có nhiều nguyên nhân nó gây ra đau. Nha. À, bây giờ bác sĩ có thể liệt kê ra một số nguyên nhân mà gây ra đau khớp vai không ạ? À? Ngoài cái việc là, ví dụ như mình khiêng uh, vác nặng nè hoặc là mình uh, ngồi sai tư thế cũng ảnh hưởng đúng không ạ? À? Thông thường nhất là vì mình bị chấn thương, à giống như mình té ngã nè giống như mình đi xe cộ chấn thương thì đâu cái nào cũng đau rồi. thì chấn thương vùng vai nó sẽ gây ra đau cái nữa là gì chấn thương thì nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi ha trẻ lớn gì cũng có khả năng cái một cái thông thường nữa là gì là thoái hóa cái thoái hóa à. khớp vai tại vì cái giống như cái khớp của mình như là mình thoái hóa tức là nó lâu ngày rồi nó hỏng cái khớp rồi thì cái gì khớp nào cũng có khả năng uh, bị hỏng giống như thoái hóa khớp gối hay là thoái hóa cuộc sống thì cái vai nó cũng không loại trừ trong cái, cái trường hợp yeah. đó là sinh lão bệnh tử mà nó lớn rồi thì càng lớn mình sử dụng nhiều một cái khớp lại sử dụng nhiều nữa thì khả năng nó bị hư nhiều hơn những cái khớp khác đó là nguyên nhân là thoái hóa còn những nguyên nhân khác ví dụ như là bị viêm bùng vai vô yeah. tình thôi cũng nhiều nguyên nhân gây ra viêm lắm nhưng tự nhiên khớp vai mình nó viêm khi nó đau cái nữa là gì đôi khi lúc đầu mình uh, uh, chưa có biểu hiện nặng thì mình uh, uh, nó chỉ là hơi đau thôi ta rất là hạn chế người ta cử động cái cùng bùng vai của mình vai là linh hoạt động nhớ là cái vai là một cái khớp vận động cái tầm vận động lớn nhất của cơ thể của mình mình vận động rất là nhiều vận động pin giống như người ta sử dụng cái tay là rất là nhiều nhưng yeah. khi đau thông thường ấy, là bệnh nhân đến với bác sĩ thì hầu như là người ta rất là sợ là vận động thế là người ta lại hạn chế thì người ta hiểu rằng tôi càng vận động thì tôi càng đau thế thì nó lại gây ra một cái biến chứng nặng hơn tức là mình không vận động thì khớp nó cứng đó khớp sinh ra để vận động chứ không phải khớp sinh ra để đứng yên như vậy yeah. thì khi mà cái đau của mình đau nhiều quá mình sợ quá mình không dám vận động thì nó lại gây ra một biến chứng đó là cứng cái khớp vai cái đó cũng rất là khó điều trị thậm chí là điều trị cái cứng khớp vai nó còn khó hơn so với điều trị là đau khớp vai đơn thuần rất nhiều nguyên nhân gây ra đau khớp vai em hỏi thêm là không biết là cái nguyên nhân mà ví dụ như mình đi tập thể dục thể thao mà mình tập nó quá sức thật là nó quá cái cân nặng của mình đó đúng, thì nó cũng ảnh hưởng đúng không đúng ạ tại vì em bị rồi một cái ngày đẹp trời đi tập gym ừ. xong rồi cái nâng tạ ừ. nằm để mà nâng tạ thì đương nhiên là cái hoạt động cái khớp vai này của mình nó rất là nhiều và nó dồn cái lực của cái tạ đó xuống cái khớp vai này của mình á em phải nâng như thế này nè thường là chỉ khoảng 10 kg đến 15 kg thôi bữa đó ráng lên ba chục kg trời ơi xong rồi tối về hai cái này của em hai với lại cái 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 khớp vai nách nè trời nó nhức kinh khủng luôn cái chỗ này nè chính nó nhức không thể tả được chính luôn xác cái khớp vai hoặc cũng là cái uh, giống như các cái cơ khác thôi tức là mình không thể nào cái sức chịu đựng của một cái khớp nếu như mình chưa không phải là vận động viên chuyên nghiệp mà hay yeah. là một những người mà có cái sức cơ nó chịu đựng nhiều ví dụ như là giống như trường hợp bích trâm đó bích trâm cố nâng cái tạ hơn mà thông thường thì mình chỉ tầm khoảng được 10 kg hoặc tầm đó thôi hoặc hơn thôi nhưng mà mình nâng quá nhiều thì rõ ràng là cái cơ thể mình đã phải gồng hết mọi sức gần đó thì nó cũng gây ra những tổn thương nhỏ nhỏ gọi là viêm vi thể thì nó cũng gây ra đau cố quá thì có chừng một quá cố nên là như vậy <laughs> vậy thì những đối tượng nào là dễ bị đau khớp vai nhất ạ? À? thường là ví dụ như những người trẻ thì người ta đi tập thể dục này kia thì người ta vẫn có hoạt động cái cái cơ của họ thì cái cái vai khớp vai của mình nó sẽ hạn chế bị hơn hay là những người lớn tuổi thì hay bị hơn à? à khớp vai thì là tùy theo từng nguyên nhân nếu như nó là nguyên nhân gây ra chấn thương thì thực ra thì lứa tuổi nào cũng có khả năng là bị chấn thương mà gây ra đau nhưng mà thông thường nếu mà gọi là thoái hóa thì nó cũng người ta thấy rằng có một ít ưu thế là nó ở người nữ hơn có một số cái đặc điểm, ví dụ như là phụ nữ có một cái đặc điểm đó là cái trường hợp khi chúng ta hơi lúc đầu hơi đau thôi. Yeah. ít ít vận động có một cái rất là hay gặp, đó là trường hợp chúng ta giới hạn cái vùng vận động của các khớp vai của mình. Như học người ta nói là khớp vai đông cứng, tức là nó do mình đau, do một nguyên nhân nào đó viêm vô tình thôi. Nhưng mà chúng ta không dám vận động thì nó là, là gây ra giới hạn. Và giới hạn thì càng lúc nó lại càng nặng. Tức là nếu chúng ta không vận động ra thì nó không thể nào tự nó ra được đâu đó yeah. là nó là, là đông cứng cái khớp vai của mình thì nó hạn chế cái bệnh đó thì cái bệnh lý này nó lại người lớn tuổi thì nó sẽ gây ra thái hóa nhiều hơn dạ yeah. và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái cách mà điều trị hoặc là một cái phương pháp nào đó để điều trị bệnh đau khớp vai ha nếu điều trị á bác sĩ sẽ dùng những cái làm sao để cắt cái cơn đau cái yeah. tiền đó À không để cấp đau cấp nó cứ xảy ra đau nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng sống cái sinh hoạt của mình thế thì nếu như là rắc gân cơ thì mình phải tập rồi mình khâu nối hoặc là vật lý trị liệu vân v, v. À, hoặc là giống như bác sĩ nói giống như là bị chấn thương chấn thương thì mình làm sao cho nó bớt viêm vùng đó gãy xương phải thì, thì bị điều trị gãy xương tức là nôm na nói sâu quá thì có khi mình cũng hơi khó hiểu thì là mình điều trị thì còn hai vế thứ nhất là gì làm sao để cắt cân đau à, tôi dạ. không đau tôi sống thoải mái vui vẻ hơn rồi hai nữa là tại sao tôi đau thì lúc đó tới bác sĩ chuyên khoa họ điều trị cái nguyên nhân của mình để mình đừng có bị nữa có cái là thói quen nữa đúng rồi cái một số cái thói quen của mình như khi lúc mình ngủ á, thì một số người có cái đặc điểm là người ta hay nằm nghiêng nằm nghiêng có một bên ở à đây em mà em nè là chuyên gia nằm nghiêng xong đúng để rồi. tay dày nè xong sáng cho chỗ này nó đúng hơi nhức xíu đúng rồi mà nằm hay lắm nha từ tối tới sáng đúng một tư thế luôn à, nằm nghiêng như vậy đó okay thì cái lực của cái bên đúng vai này và khi mình nằm nghiêng nó sẽ chịu lực quá nhiều đúng không ạ? chính xác. Với hai nữa là uh, chịu lực nhiều nó đè lên trên đó, với cả nó nó gây ra viêm cái vùng vai của mình nó tích tụ trên viêm thì nó đau. Thực ra sinh hoạt lúc nào cũng vậy mình không nên ở ngoài một tư thế và khi nằm ngủ cũng vậy cũng không yeah. nên ở một tư thế mà đặc biệt nữa là không nên nằm nghiêng đè lên cái khớp vai, tại vì khi mà cái uh, uh, đè lên như vậy thì cái cơ nó cũng có bị ảnh hưởng và nó gây dễ bị đau hơn như vậy thì nếu giả sử chúng ta có tư thế này, ngồi nằm nghiêng ấy, thì tốt nhất là được thì nằm ngửa còn không thì ít nhất mình cũng phải thay đổi nghiêng qua bên này hoặc nghiêng kia hoặc là mình có thể dùng một cái gối mềm mỏng để nó hạn chế cái trong trường hợp đó nó, nó, nó gây ra bớt cái trường hợp là gây đau cái vai của mình có một cái nữa là bác sĩ cũng nói thêm được là một số trường hợp là mình bị chẳng hạn chấn thương vùng vai rằng như vậy đó điều trị thì rất nhiều người trường hợp bệnh nhân bác sĩ gặp đó là mình sợ quá, mình không dám, tức là chỉ chấn thương vùng vai hoặc là mình có một yeah. cái phẫu thuật nào đó ở cái vùng vai đó, mà à, có thể và bác sĩ nhiều khi bác sĩ đông bệnh quá, không có chưa giải thích được hết được cho mình, thì về nhà mình sợ quá, mình không dám tập cái gì cả, thì cũng là một yếu tố là làm cho cái khớp vai của mình nó cứ cứng cứng hoài thì rất là khó yeah. về điều trị. À, nãy giờ em cũng đang nghĩ là ví dụ như mình bị tổn thương ở vai thì mình nên hạn chế mình tiết chế nó lại chứ mình hoạt động nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nặng hơn nhưng mà nếu mà mình càng để im mình mình không cự quậy hoặc là mình không cái vận động thì cái chỗ này nó sẽ bị đông cứng lại đúng không? ạ? À, nó giống như là mình đi thăng bằng trên dây gì đó tức là nếu đau quá mình cố vận động thì mình cũng còn đau hơn hoặc là mình ảnh hưởng đến cái điều cái chấn thương của mình nếu chỉ là chấn thương nhẹ thì mình được tổng vận động nhưng ví dụ như là gãy xương hay chật khớp thì mình không thể vận động được nhưng mà ngược lại nhưng mà mình không vận động thì cái khớp vai nó cũng cứng đó là một cái câu hỏi mà à, mình cần phải cân nhắc và điều trị thì thực ra đó à, mình nên khi mà mình có cái gì đó nghi ngờ vẫn tới một bác sĩ chuyên khoa để họ chẩn đoán chính xác là mình bị cái gì à, chỉ về nguyên tắc bác sĩ nói tức là nếu như không mình chỉ là chấn thương thông thường giống như là trong vết châm hỏi thì mình nên vận động để cho cái khớp vai của mình nó À, không nhiều thôi nhưng mà mình vẫn luôn tập để lấy cái tầm vận động để tránh trường hợp mình sợ quá đi thì nó lại cứng. Nha. Yeah. Ngày hôm nay phải cảm ơn bác sĩ rất là nhiều luôn vì bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên và từ những cái lời khuyên này thì trâm cũng nghĩ là quý vị khán giả khi mà chúng ta bị một cái trường hợp nào đó hoặc là có một cái những cái biểu hiện nào đó mình phát hiện ra mình bị đau khớp vai á thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta nên đến bác sĩ để bác sĩ có thể thăm khám nè và đưa ra cho mình một cái liệu trình để mình điều trị thì nó sẽ hay hơn tại vì chăm thấy là có nhiều người á là hay là bị ở nhà xong rồi cứ nhờ người thân là ừ bẻ giùm đây rồi bóp vai rồi làm đủ kiểu hết trơn á nhưng mà không có nghĩ tới cái vấn đề là nếu mà mình làm như vậy mà nếu mà làm sai á thì nó sẽ làm cho cái việc mà đau khớp vai của mình á trở nên nặng hơn và không biết là bác sĩ à, à, có thể chia sẻ giùm em là khi mà mình bị đau khớp vai như thế này nè mình ăn uống thì nó đâu có bị ảnh hưởng nhiều đâu đúng không ạ À đúng rồi. thực cái việc đau khớp vai nếu mà giống như bác sĩ nói, mình có thể thay đổi cái cách sinh hoạt. Ví dụ như là mình à, vận động giống như Bích Trâm có nói là vận động vừa phải hoặc là có khởi động hoặc là chọn những cái môn thể thao phù hợp với sức của mình. Đừng có quá gắng sức vân vân. Thì đó là cái lối sống sinh hoạt. Còn việc ăn uống thì ít ảnh hưởng đối với cái trường hợp vừa khớp vai. Dạ, yeah. cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ rất là nhiều. Ngày hôm nay bác sĩ đã dành thời gian đến đây để mà đưa ra những lời khuyên cũng như là những kiến thức rất là bổ ích cho những ai mà bị đau khớp vai. Và hy vọng là ngày hôm nay với cái tập nhật ký hạnh phúc với chủ đề là đau khớp vai thì quý vị khán giả đã bỏ cho mình một cái bí kíp hoặc là những cái kinh nghiệm sống hoặc là những cái kiến thức bổ ích à, cho cái việc mà đau khớp vai và sau này chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống của mình. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và bây giờ thì à, chương trình đến đây là hết rồi. Quý vị đừng quên giờ phát sóng của chương trình đó là 18 giờ 10 phút vào tối thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.